Bà chào các cháu nhá. Dung này á, muốn muối cho nó ngon á, đầu tiên thì các cháu phải cắt nhuống này, xong rửa sạch, rửa 2-3 nước vào, xong rồi là ngâm muối nhá. Ngâm muối vừa đủ thôi, ngâm 1-2 tiếng thì bắt đầu vớt ra. Thế nếu các cháu muốn muối với nước mắm nhá, thì cứ một chai nước mắm này, xong rồi cho thêm một chai nước, đun sôi lên, tỏi, ớt cho vào, cứ một lớp mà xung một lớp mà ớt tỏi, sau đấy các cháu đổ nước vào, đổ nước mắm, lẫn nước lạ, nước đun sôi đấy, xong nén thật chặt nhá, nén chặt, tầm độ khoảng 5 ngày thì bắt đầu ăn được. Đấy, bà hướng dẫn để cho các cháu muối xung ăn nhá, xung nó vừa lành lại vừa tốt cho đại tràng đấy. Các bạn ơi, sau khi mà bóc hành bóc tỏi xong thì chúng ta sẽ vào bếp để tiến hành bước chưng nước mắm, bóc hành bóc tỏi này, bóc ớt rửa sạch, sau đó thì chúng ta sẽ thái. Thì chúng ta trong thời gian chờ đợi thì chúng ta sẽ đi chưng nước mắm. Với cái lượng xung như vừa nãy ấy, thì mình sẽ chưng 2 chai nước mắm với lại hai cái chai nước đun sôi để nguội. Đấy, xong sau đó mình đun lên, chưng nước mắm lên. Sau đó thì chúng ta sẽ cho vào lọ xung muối. Ok, tắt đi. Này, bà Hân sẽ cho một chai nước mắm này, một chai nước lã này, nhưng mà nước sạch này, nước lọc này. Chai nước mắm chai nước lọc rồi. Thì như này vẫn phải thêm một chai nước mắm nữa phải không bà? Ừ, cái con muối nhiều xung được chưa mà. Chai nước. Bà Vân làm nồi siêu to khổng lồ cho các cháu nhà nồi xung này. Đấy nhá, nồi đây, đây chai nước mắm thứ hai đấy. Chai nước mắm thứ hai nhá. Chân lên như này là để nó không bị hỏng hả bà? Đun sôi lên để nó diệt khuẩn, vô trùng. Tỏi rửa sạch để ráo nước. Thì nó thái. Thái ra, thái trước khi muối phải để được 15 phút tỏi ấy. Vâng. Thế đâu rồi, nước lọc ở đâu? Ở đây lọc, đây này, máy ở đây thì. Một chai, một chai nước lọc nữa nhá. Hai chai này. Để nó sôi đi xong là mình sẽ để nguội. Không để nguội. Ra xôi xuống xong đổ vào ạ. Sôi xong đổ vào nhưng mà tỏi lưu ý là phải thái cái này. Thái càng nhỏ càng tốt. Thái ngang thái dọc ạ? Thái dọc cái này chứ. Vâng. Đấy. Bây giờ ở bên dưới là nó hay lắm cho nên là cho dày một tí. Cho một lớp ớt này. Tắt đều ra. Cho tỏi này. Này, cho xung này. Phải 3 khay rồi con ạ. Vâng. Mình đi kiếm thêm 1 khay nữa. Sang bên nhà bá. Rồi đây này. Đấy, xong rồi đợi nước mắm là chúng ta sẽ cho vào nhá. Bỏ ra, con bỏ ra. Được rồi.
cái này là lỏng hơn này. Được rồi, thế này là được rồi. Lỏng nhờ mình chặt nhà con. Nước mắm này con đổ ra cái... Xong rồi, hết vừa ăn đây các bạn ơi. Đây, bà Vân đây. Súng khổng lồ nhá, các cháu nhá. 3 ngày nữa các cháu được ăn đây. Thôi cảm ơn bà nhá.